Chào mừng các bạn đã đến với ABC of Brainy Chat nơi chúng ta sẽ cùng nói đến các kỹ năng phát triển bản thân dựa trên khoa học tâm lý và não bộ và một trong những cách vô cùng quan trọng để chúng ta có thể phát triển hiệu suất làm việc của chính bản thân mình đó là chúng ta phải ứng dụng những công nghệ tiên tiến để giúp cho chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn trong thời gian ít hơn đó là vì sao khái niệm về bộ não thứ hai được ra đời và được nói đến rất là nhiều trên kênh youtube of Brainy Chat và thực sự thì mình không thể nào chờ đợi được để có thể quay tập ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn một công cụ vừa mới ra lò. Công cụ này vô cùng quyền lực trong việc sẽ thay đổi hoàn toàn cách mà chúng ta suy nghĩ về bộ não thứ hai. Đó chính là chat GPT. Chat GPT là một công cụ về một phần mềm ngôn ngữ có thể tạo ra những đoạn hội thoại giống như là người dựa trên những thông tin mà chúng nhận được. ChatGPT thì được sản xuất bởi OpenAI, đó là một công ty về nghiên cứu đã được phát triển trong một khoảng thời gian với tham vọng là sẽ tạo ra các phần mềm ai có thể có sự sáng tạo và có trí thông minh tương tự như con người Thực ra khi mà mình nghe đến đây các bạn thì mình cũng rất là hoài nghi á Tại vì trước đây mình chưa bao giờ nghĩ rằng có một cái công cụ AI nào đã tiến bộ đến mức có thể thay thế được con người Về mặt sự sáng tạo và trí thông minh Thế nên là mình đã thử nghiệm xem nó thực sự có đáng để chúng ta có thể đưa ra những cái lời khen ngợi như thế hay không Thì rất là may mắn là mình sống tại Úc Cho nên là mình đã được thử nghiệm cái bản mà hiện tại của ChatGPT Rất là tiếc là tại Việt Nam thì phiên bản thử nghiệm này chưa được ra mắt hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì chatgpt sẽ đến việt nam nhé bây giờ thì mình sẽ hỏi chatgpt một vài câu hỏi những câu hỏi này thì rất là đa dạng một số câu hỏi thì liên quan đến tâm lý nhưng mà ở góc nhìn khá là cá nhân và một số câu hỏi thì nó sẽ liên quan dựa trên những cái bằng chứng khoa học rất là mới phải tự tổng hợp lại bởi vì trong thực tế ngay cả google cũng sẽ không có đáp án cho những câu hỏi này chúng ta sẽ thử xem xem chatgpt sẽ trả lời như thế nào nhé câu hỏi đầu tiên mà mình đặt ra là liệu tốt hơn để chúng ta sống một cuộc sống cho bản thân mình hay chúng ta sống một cuộc sống cho người khác thì như các bạn thấy cái câu trả lời này nó không có một cái đáp án chính xác thì mình sẽ xem xem chat gpt có đưa ra cái câu trả lời mà chúng ta thấy thỏa mãn hay không nha thì chat gpt trả lời là nó phụ thuộc vào cái niềm tin và cái giá trị cá nhân của mỗi người một số người thì tin rằng sống cho chính bản thân mình là cái cách tốt nhất để có thể đạt được hạnh phúc và sự đủ đầy trong khi với những người khác thì sống cho người khác chính là cái chìa khóa để họ đạt đến với cuộc sống mà thỏa mãn nhất nói cho cùng đó thì đó là tùy vào mỗi cá nhân và cái điều gì sẽ mang đến cho họ sự hài lòng và ý nghĩa trong cuộc sống một câu trả lời mà mình nghĩ là rất là hay rất là đúng về mặt tâm lý nhưng mà nó kiểu như là ừ, nửa này nửa kia thì bây giờ mình muốn hỏi rõ hơn là vậy thì bây giờ phân tích cho mình xem là những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu của việc sống cho bản thân mình so với sống cho người khác thì như thế nào thì ChatGPT đưa ra một câu trả lời rất là logical có nghĩa là phân tích một khía cạnh trước rồi trả lời điểm mạnh và điểm yếu của khía cạnh đó rồi sẽ phân tích cái khía cạnh tiếp theo và trả lời điểm mạnh và điểm yếu của khía cạnh này đầu tiên là chat gpt giải thích cái việc mà sống cho chính bản thân của chúng ta thì sẽ có những cái thế mạnh gì đó là chúng ta được là chính mình nè được theo đuổi những cái mục tiêu những cái giá trị của mình nè chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu những cái hứng thú của mình chúng ta sẽ cảm thấy là bản thân mình tự đầy đủ và đã rất là đáng tin cậy rồi tuy nhiên thì nó cũng có những cái khuyết điểm ví dụ như là chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta ích kỷ cho bản thân mình không quan tâm đến nhu cầu mong muốn của người khác chúng ta sẽ bị cô lập, sẽ bị không có sự kết nối với người khác Chúng ta sẽ ít cảm thấy được có sự cảm thông và thấu hiểu người khác hơn Với cái mặt khác thì cái việc mà sống cho người khác thì bắt đầu có những cái lợi ích Đó là có thể giúp đỡ, hỗ trợ người khác Có thể có những cái mối quan hệ tốt đẹp với người khác Có thể có cái cảm giác của mục tiêu và những cái ý nghĩa trong cuộc sống Tuy nhiên thì nó cũng có nhược điểm Đó là chúng ta hy sinh quyền lợi của chính bản thân mình cho người khác Và chúng ta có thể bị lợi dụng, nè chúng ta có thể cảm thấy quá tải nè Cảm thấy bị bỏ rơi những cái mong muốn của chính bản thân mình Thì nhìn chung thì cái điều này là một cái điều quan trọng Đó là chúng ta phải xem xét giữa hai khía cạnh Sự cân bằng giữa việc sống cho người khác và sống cho chính mình Thì cái đó là một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng hơi khó trả lời Nhưng mà ChatGPT đưa ra một câu trả lời rất là chính xác Về cả mặt ngữ pháp, mặt logic lẫn về mặt kiến thức bây giờ thì mình sẽ đọc một cái câu hỏi khó hơn cho chat GPT đó là một câu hỏi mà nó liên quan tới một cái vấn đề chưa từng được giải quyết nếu mà các bạn có search trên mạng thì nó cũng sẽ không ra một cái đáp án chính xác được cái điểm đặc biệt đó là cái thông tin này thậm chí có thể bị dẫn sai lệch bởi một số những cái trang web mà không dựa trên những cái bằng chứng khoa học bản thân mình đã phải dành hai ngày liên tục trước khi mà mình biết đến chat gpt để mình trả lời cái câu hỏi này và mình phải vừa tìm hiểu vừa tổng hợp tất cả những cái bài báo khoa học liên quan đến chủ đề này để đưa ra một cái kết luận vậy thì mình thử xem xem trong vòng vài giây khi mà công nghệ ai chat gpt suy nghĩ về cái câu hỏi này và tổng hợp những cái kiến thức khoa học có sẵn thì liệu chat gpt có thể đưa ra câu trả lời như là mình đã kết luận hay không nhé Câu hỏi mà mình đặt ra cho chat GPT đó là liệu dấu vân tay có thể dự đoán được tính cách của chúng ta hay không? Thì câu trả lời đó là dấu vân tay đã được nghiên cứu trong cái mối quan hệ với những cái khía cạnh khác nhau của hành vi của con người bao gồm tính cách. Tuy nhiên những bằng chứng cho thấy cái mối quan hệ giữa hai cái điều này thì không đủ mạnh mẽ và các kết quả thì không thống nhất một vài những cái nghiên cứu thì cho thấy rằng vài những cái um, pattern trên cái vân tay của chúng ta có thể liên quan đến một số đặc điểm tính cách tuy nhiên những cái nghiên cứu thì không có được uh, lặp đi lặp lại có nghĩa là lặp đi lặp lại trong những cái bối cảnh khác nhau cho ra cùng một cái kết quả và cái mối quan hệ giữa hai cái này thì vẫn không có cơ sở khoa học vẫn còn rất là mang tính dự đoán đó các bạn ha cái điều này thì rất là quan trọng để chúng ta ghi chú rằng nhiều những cái chuyên gia đã cho thấy rằng dấu vân tay và tính cách là ngụy khoa học và chúng ta phải biết rằng trong khi dấu vân tay là độc nhất cho mỗi cá nhân nó không phải là một chỉ báo cho cái tính cách của cá nhân đó và cái tính cách thì là một cái vấn đề một cái biểu hiện rất là phức tạp và được ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố trong đó có gen có môi trường có kinh nghiệm sống và không thể được dự đoán bởi những cái đặc tính về mặt thể chất được đối với mình đây là một cái câu trả lời rất là hoàn hảo cái câu trả lời này hoàn toàn chính xác với những cái kết quả mà mình đã đọc được mình đã tổng hợp được dựa trên chuyên môn của mình dựa trên kiến thức của mình đọc từ những cái bài báo khoa học thực sự mình phải wow rất là lớn đối với cái kết quả này của chat gpt với mình thì ChatGPT đã hoàn toàn có thể thuyết phục được mình trong việc tổng hợp kiến thức tài liệu và có thể suy nghĩ như một con người và đưa ra những cái thông tin sáng tạo mà trước đây chưa từng có. Và bây giờ mình sẽ nói một cách cụ thể những tác dụng mà ChatGPT có thể hỗ trợ cho chúng ta trong việc xây dựng bộ não thứ hai. Việc thứ nhất đó là ChatGPT có thể giúp cho chúng ta tổng hợp tài liệu một cách nhanh chóng nhất và đưa cho chúng ta nguồn để chúng ta quay ngược lại đọc các thông tin đó một cách cụ thể. Ví dụ như mình đã cho các bạn thấy được rằng cái kết luận của ChatGPT về việc liệu dấu vân tay ở trên cơ thể của chúng ta có tiên đoán được tính cách hay không rồi. Và bây giờ thì nếu như các bạn muốn tìm xem là à dựa trên cơ sở nào mà ChatGPT có thể đưa ra những cái kết quả như vậy, các bạn muốn quay ngược lại để đọc những cái tài liệu thực sự của nó thì các bạn chỉ cần hỏi references của những cái tài liệu này thì ChatGPT sẽ ngay lập tức có thể trả lời cho các bạn. Thì các bạn có thể thấy là ChatGPT trả lời là như là một cái mô hình mô đồ mà về máy học Thì ChatGPT không thể đưa ra cho chúng ta những cái reference một cách cụ thể Tuy nhiên chúng ta có thể tìm lấy bằng việc chúng ta search những cái keywords Ví dụ như là fingerprints and personality uh, Fingerprint patterns and personality Có nghĩa là những cái keywords giúp cho chúng ta có thể tìm được cái từ đó một cách dễ dàng Và thậm chí trong những cái lần trước đây khi mà mình search những cái topic khác á, Thì ChatGPT còn đưa ra cho mình cụ thể được là cái tên references nó là gì luôn Không chỉ phân tích thông tin để đưa ra những kết luận rất là nhanh chóng cho những câu hỏi hóc búa của chúng ta, mà Chat GPT còn có thể cho được chúng ta những cái nguồn để chúng ta có thể tìm lại để xác minh lại những cái kiến thức khoa học đó cũng như tự bản thân mình có thể học hỏi và tìm hiểu thêm. Đối với mình đây là một bước vô cùng quan trọng để cho chúng ta có thể phát triển và đi nhanh hơn. Chúng ta không cần phải tốn ngày này qua tháng nọ để đọc và tìm hiểu nữa, mà từ nay chúng ta đã có thể có kết quả và có thể tìm quay ngược lại một cách rất là dễ dàng. Ngoài những cái điều này ra, thì Chat GPT còn có thể làm được một cái yếu tố rất là quan trọng nữa, đó là giúp cho chúng ta ta có thể cải thiện cái kết quả cái sản phẩm của chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Ví dụ như các bạn có thể bỏ vào một cái đoạn text nào đó của các bạn viết rồi xong các bạn kêu ChatGPT là hãy cải thiện cái đoạn text này, viết cho nó hay hơn hoặc là sửa lỗi chính tả của nó thì ChatGPT đều có thể làm điều đó cho bạn. Như vậy thì các bạn có thể thấy là khi mà mình đưa vào một cái đoạn mà ChatGPT đã đưa cho mình trước đó và kêu rằng hãy cải thiện nó làm cho nó tốt hơn thì ChatGPT đã đưa ra một cái câu mà mình cảm thấy là hay hơn cái câu đầu tiên rất là nhiều nó cũng cùng ý nghĩa hoàn toàn đúng như ý nghĩa cũ nhưng mà nó đã viết theo một cách rất là khác ngoài việc mà các bạn có thể hỏi chat gpt để đưa ra cho các bạn những cái cách để các bạn cải thiện về ngôn ngữ về văn phong về chính tả của mình thì các bạn còn có thể yêu cầu chat gpt làm cho các bạn một cái mẫu của một lá thư nào đó hoặc là bất cứ cái gì đó thì chat gpt sẽ có thể hoạt động như là một người trợ lý ảo của bạn để có thể viết ra một cái lá thư rất là hoàn chỉnh mình ví dụ ở đây đó là mình viết những cái câu nảy sinh ra trong đầu mình một cách rất là ngẫu nhiên một cách rất là tự phát các bạn ha là viết một cái trang thông báo cho việc là một cái sự kiện thể thao tại một trường phổ thông tên là Port Hacking. Tất cả học sinh có thể tham dự và có thể có một cái phần giải thưởng là 100 đô. Giáo viên đó thì nên khuyến khích học sinh tham gia và có một cái party ở trong buổi chiều khi mà Taylor Swift sẽ hát những cái bài hát mà học sinh yêu thích. À, hiệu trưởng của trường thì cũng sẽ nhảy. <laughs> và đây là một cái câu mà mình đưa ra rất là ngắn với những cái chi tiết như vậy và kêu là chat GPT hãy viết một trang. Và các bạn thấy không cái kết quả mà chat GPT đưa ra thì thật sự là tuyệt vời. Mình kiểu như là oh, có người đã viết cho mình một cái mẫu mà rất là hay như vậy. Trong khi đó nếu mình ngồi viết mình cũng phải tốn khá khá thời gian để mình viết đúng không các bạn? Cái câu trả lời của trách GPT đó là các học sinh ở trường Parking hãy chú ý đây chúng tôi rất là hứng khởi để thông báo rằng sẽ có một cái sự kiện về thể thao sẽ sắp diễn ra ở trường nơi mà tất cả các học sinh sẽ được mời để tham gia và sẽ có cơ hội để thắng một cái phần thưởng trị giá 100 đô giáo viên của các bạn thì đang làm việc rất là chăm chỉ để chuẩn bị cho cái sự kiện này và chúng ta khuyến khích rằng tất cả các học sinh sẽ phải tham gia vào và cái sự kiện thì sẽ được tổ chức ở cho mình cái khung để mình có thể bỏ thời gian và địa điểm, điểm vào trong đó và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau cho học sinh để tham gia vào trong đó có những cái hoạt động nào đó mình có thể thêm vào và liệt kê ra sẽ có một cái gì đó cho tất cả mọi người do đó thì bạn dù cho bạn là một cái nhà vận động viên mà có hoạt động về thể thao hoặc là chỉ muốn tham gia để lấy niềm vui thôi thì các bạn vẫn có thể đóng góp vào trong các hoạt động này và không chỉ như vậy thôi sau cái buổi chiều đó thì các bạn sẽ có một cái buổi party ở nơi mà Taylor Swift thì sẽ hát những cái bài hát mà các bạn yêu thích và điều này thì sẽ là cái cái cơ hội ngàn năm có một rồi cái cách dùng có nghĩa là họ biết được rằng Taylor Swift là một người rất là nổi tiếng và khi mà đi đến trường thì đây là một cái cơ hội mà tất cả các học sinh sẽ rất là hào hứng để tham gia. ChatGPT đã tận dụng được cái điều này, hiểu được cái cái bối cảnh này để đưa vào trong cái ý nghĩa của cái câu thì đây là một cái cơ hội mà ngàn năm có một trong cả cuộc đời của chúng ta để có thể nhìn thấy cái tên tuổi lớn trong làng âm nhạc thể sẽ trình diễn tại trường của chúng ta và điều này thì vẫn chưa đủ đâu hiệu trưởng của trường thì cũng sẽ nhảy nữa đó thì chat gpt hiểu được rằng cái việc mà hiệu trưởng của trường nhảy đó là một cái hoạt động rất là vui rất là thú vị và thêm vào đó một cái dấu chấm than để cho nó là hiệu trưởng cái trường sẽ tham gia nhảy nữa đó có nghĩa là một cách rất là hào hứng có nghĩa là cái đoạn text này đưa ra như một con người viết về mặt suy nghĩ ý nghĩa bối cảnh cũng như về mặt cảm xúc luôn các bạn ha phải nói rằng nếu mà có chat GPT thì mọi thứ có thể được giải quyết rất là nhanh chóng và rất là chỉnh chu đúng không ạ như vậy thì mình đã ứng dụng chat gpt như thế nào vào trong cuộc sống của mình vào việc sản xuất ra các nội dung của brandy chat thì những cái bài viết của mình sắp tới mình sẽ đăng thì sẽ có một người đông tác giả trong phần sáng tạo nội dung với mình nữa đó chính là chat gpt vậy sẽ là một người mà sẽ hỗ trợ mình trong việc tìm kiếm tài liệu, đưa ra các thông tin và đưa ra các cái nội dung để truyền tải đến các bạn. Cuối cùng mình vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm về các cái nội dung này và mình sẽ kiểm duyệt tất cả những cái nội dung này dựa trên cái kiến thức và chuyên môn về tâm lý và khoa học não bộ của mình. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể ứng dụng chat GPT trong việc học tiếng Anh, trong việc tìm hiểu về nội dung các kiến thức nào đó mới mà các bạn tìm hiểu. Tuy nhiên cũng có những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta hãy sử dụng một cách có trách nhiệm. Thứ nhất đó là chúng ta phải biết rằng đây không phải là kiến thức hoàn toàn của bản thân của chúng ta không phải chúng ta là người đọc hiểu và tạo ra kiến thức đó mà chúng ta tạo ra kiến thức trong sự trợ giúp của chat gpt chúc các bạn được nhiều thành công thật nhiều niềm vui khi sử dụng chat gpt cho bộ não thứ hai của mình nhé bye